Tờ Wall Street Journal đưa tin, kể từ cuối năm 2022, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thường xuyên liên lạc với nhau. Theo một số quan chức Mỹ, châu Âu và Nga, nội dung các cuộc hội đàm này liên quan đến một số vấn đề cá nhân, cũng như về kinh doanh và về các căng thẳng địa chính trị. Hiện nay, ông Elon Musk đang là một trong những người ủng hộ hàng đầu cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump và có khả năng được bổ nhiệm vào chính quyền của ông Trump nếu cựu Tổng thống tái đắc cử. Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Nga đang ngày càng căng thẳng, các cuộc đối thoại giữa ông Musk và ông Putin có thể báo hiệu cho mong muốn hòa giải và chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Một số quan chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại về an ninh quốc gia Mỹ trong bối cảnh tỷ phú Elon Musk đang có mối quan hệ mật thiết với các cơ quan tình báo và quân sự nước này. Theo tờ Wall Street Journal, một số quan chức Nhà Trắng cho biết họ không hề biết về mối quan hệ giữa ông Musk và ông Putin. Một số quan chức khác đã bày tỏ sự bất bình trước thông tin trên, nhưng khẳng định rằng đến nay, ông Musk vẫn chưa có hành động nào vi phạm đến an ninh quốc gia của Mỹ. Tỷ phú Elon Musk từ lâu đã bày tỏ sự hứng thú với Nga và các chương trình tên lửa vũ trụ của quốc gia này. Trong cuốn tiểu sử viết về tỷ phú, tác giả Walter Isaacson cho biết ông Musk đã đến thủ đô Moscow vào năm 2002 để đàm phán mua tên lửa cho chương trình vũ trụ của mình. Tuy đàm phán đã thất bại, các đối tác người Nga đã tặng cho tỷ phú một chai rượu vodka có hình ảnh của ông được vẽ lên sao Hỏa. Kể từ đó, tỷ phú Elon Musk đã không ít lần dấn chân vào lĩnh vực chính trị thế giới. Ông đã nhiều lần gặp gỡ và nói chuyện với các nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Argentina Javier Milei hay cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Vào tháng 10 năm 2022, ông Musk lần đầu tuyên bố rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chia sẻ trên trang mạng xã hội X, ông Musk chia sẻ rằng cuộc trò chuyện diễn ra vào khoảng tháng 4 năm 2021 với chủ đề chính xoay quanh vấn đề vũ trụ. Tương tự, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga cũng chỉ liên lạc với Musk một lần qua điện thoại. Qua đó, ông và tỷ phú Musk đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến vũ trụ cũng như các công nghệ trong hiện tại và tương lai. Ông Peskov cũng khẳng định cả Tổng thống Putin và các quan chức điện Kremlin đều không trò chuyện thường xuyên với ông Musk. Nhưng theo hai quan chức giấu tên của Nga, Tổng thống Putin cũng như một số các quan chức cấp cao khác đã có nhiều cuộc trò chuyện với ông Musk kể từ năm 2022 đến nay. Một trong những quan chức đó là ông Sergei Kirienko, phó tham mưu trưởng thứ nhất quân đội Nga, nhưng nội dung trao đổi giữa hai người hiện không rõ ràng. Trong năm 2023, ông Musk đã nhiều lần công khai phản đối viện trợ của Mỹ cho Kiev. Bên cạnh đó, một số các quan chức Ukraine cho biết họ đã chứng kiến quân đội Nga sử dụng chính công nghệ Starlink của ông Musk để liên lạc và mở rộng phạm vi di chuyển máy bay không người lái. Tuy nhiên, ông Musk sau đó đã khẳng định không có thiết bị nào của Starlink đã được bán và sử dụng tại Nga. Đầu năm nay, ông Musk cũng đã phát sóng một buổi phỏng vấn kéo dài 2 giờ giữa người dẫn chương trình Carson và Tổng thống Putin bên trong điện Kremlin trên trang mạng xã hội X do ông sở hữu. Trong cuộc phỏng vấn trên, ông Putin khẳng định tỷ phú Musk là một con người rất thông minh. Nhà lãnh đạo Nga chia sẻ, không có gì có thể cản bước Elon Musk, ông ấy sẽ làm những gì ông ấy nghĩ là phải làm. Bạn cần tìm ra một số điểm chung với ông ấy, bạn cần tìm một số cách để thuyết phục ông ấy. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Turner hôm ngày 23 tháng 10 cho biết Hoa Kỳ nên cân nhắc thực hiện hành động quân sự trực tiếp nếu quân đội Triều Tiên tham chiến ở Ukraine sau khi có tiết lộ rằng hàng nghìn binh lính từ quốc gia này đang ở Nga. Nhà Trắng cho biết Washington đã đánh giá có ít nhất 3.000 quân lính Triều Tiên đang được huấn luyện tại các căn cứ quân sự ở miền đông nước Nga, với lo ngại cuối cùng họ sẽ được điều đến Ukraine để chiến đấu cùng lực lượng Điện Kremlin. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm thứ Ba cho biết Hoa Kỳ đã có bằng chứng cho thấy quân đội Triều Tiên đã có mặt tại quốc gia thuộc Liên Xô cũ này. Turner cho biết trong một tuyên bố, chính quyền Biden-Harris phải làm rõ rằng việc quân đội Triều Tiên tham gia vào cuộc xung đột này là một ranh giới đỏ đối với Hoa Kỳ. Ông nói thêm, nếu quân đội Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine, Hoa Kỳ cần phải nghiêm túc cân nhắc việc thực hiện hành động quân sự trực tiếp chống lại quân đội Triều Tiên. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên rằng từ đầu đến giữa tháng 10, Triều Tiên đã di chuyển ít nhất 3.000 binh sĩ vào miền đông nước Nga bằng tàu từ khu vực Wonsan ở Triều Tiên đến thành phố Vladivostok ở miền đông nước Nga.
Sau đó, những người lính di chuyển đến 3 địa điểm quân sự ở miền đông nước Nga, nơi họ đang trải qua khóa huấn luyện chiến đấu cơ bản, Kibai cho biết. Chúng tôi vẫn chưa biết liệu những người lính này có tham gia chiến đấu cùng quân đội Nga hay không, nhưng đây chắc chắn là khả năng rất đáng lo ngại, ông nói. Ông nói thêm rằng sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, những người lính có thể đi đến miền Tây nước Nga và sau đó tham gia chiến đấu chống lại quân đội Ukraine. Theo Kibai, Hoa Kỳ đã thông báo tóm tắt cho chính phủ Ukraine về tình hình, bao gồm cả những tác động của động thái này và cách Hoa Kỳ có thể phản ứng. Ông cũng đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu quân đội Triều Tiên được triển khai chống lại Ukraine, họ sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp. Ông cho biết, nếu họ triển khai để chiến đấu chống lại Ukraine, họ sẽ trở thành mục tiêu hợp lý và quân đội Ukraine sẽ tự vệ trước quân đội Triều Tiên, giống như cách họ tự vệ trước quân đội Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky tuần trước đã cảnh báo rằng Triều Tiên đang gửi gần 10.000 quân đến Ukraine để chiến đấu cho lực lượng Nga. Phát biểu tại Brussels, Bỉ, Zelensky cho biết Bình Nhưỡng đã gửi nhân sự chiến thuật và sĩ quan đến nước ông. Các báo cáo về việc quân đội Triều Tiên sắp tham chiến đã làm dấy lên lời kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa dành cho Ukraine, với việc Zelensky liên tục kêu gọi Washington làm như vậy. Quân đội Triều Tiên chiến đấu cho Nga ở Ukraine sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai nước sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký kết quan hệ đối tác và cam kết hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau chống lại kẻ thù vào tháng 6. Bình Nhưỡng cũng bị cáo buộc cung cấp đạn pháo và tên lửa đạn đạo cho Moscow để đổi lấy viện trợ và công nghệ cho các chương trình hạt nhân và không gian. Tom of Israel ngày 25 tháng 10 dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Halevi thông báo nước này đã hủy hoàn toàn mạng lưới chỉ huy cấp cao của Hezbollah, đồng thời tin rằng Tel Aviv có thể sớm đạt được một kết quả sắc nét cho chiến dịch trên lãnh thổ Liban. Kể từ khi Israel tăng cường không kích các mục tiêu ở Liban giữa tháng 9 năm 2024, sau đó mở chiến dịch trên bộ đầu tháng 10 năm 2024, ít nhất 8 lãnh đạo cấp cao của Hezbollah đã thiệt mạng vì hỏa lực Israel, bao gồm thủ lĩnh Hassan Nasrallah trong vụ ném bom vào Beirut hôm 27 tháng 9 và người được cho là kế nhiệm ông Nasrallah là giáo sĩ Hassem Safieddin sau đó 3 tuần. Các nhân vật cấp cao khác được xác nhận thiệt mạng là phó thủ lĩnh Hezbollah, hai chỉ huy đặc nhiệm Radwan thuộc Hezbollah, lãnh đạo đơn vị máy bay không người lái và chỉ huy đơn vị tên lửa. Theo các hãng tin khu vực, tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel cho thấy khả năng Tel Aviv có thể sớm kết thúc chiến dịch trên bộ ở phía Nam, vốn có mục tiêu là loại trừ năng lực tấn công của Hezbollah và khu vực phía Bắc Israel. Hezbollah hiện chưa bình luận về phát ngôn nêu trên. Giới quan sát cũng đánh giá, dù có thể chấm dứt chiến dịch trên bộ, nhưng Israel vẫn sẽ tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào mục tiêu Hezbollah trên lãnh thổ Liban như họ đang thực hiện nhiều tuần qua. Trên thực địa, giao tranh giữa Hezbollah và Israel chưa hạ nhiệt. Israel cáo buộc Hezbollah bắn 120 rocket và UAV từ Liban vào Israel trong ngày lễ Simchat Torah ngày 24 tháng 10 của người Do Thái. Vụ tấn công khiến một tòa nhà ở thành phố Kamiel hư hại và một người đàn ông bị thương. Quân đội Israel cũng xác nhận 4 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương, trong đó có 3 binh sĩ bị thương nặng khi nhóm tác chiến mặt đất của Israel ở một địa điểm miền nam Liban bị lực lượng Hezbollah phục kích bằng lựu đạn, Times of Israel đưa tin. Theo truyền thông Israel, tổng cộng 21 binh sĩ nước này đã chết kể từ đầu chiến dịch tại quốc gia láng giềng. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã hạ hơn 70 lính Israel, phá hủy 28 xe tăng chủ lực Merkava và 4 xe ủi đất quân sự, 1 thiết giáp và 1 xe chở quân. Trong khi đó, thống kê của nhà chức trách Liban cho thấy hơn 2.500 người đã thiệt mạng và 12.000 người đã bị thương vì hỏa lực Israel sau một năm căng thẳng. Phần lớn thương vong xảy ra kể từ khi Israel leo thang các cuộc tấn công từ giữa tháng 9 năm 2024.